Dương Hậu xin chào các nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Hôm nay Dương Hậu trao 20 kg gạo 280.000 của anh Long Quách ở Hoa Kỳ có hỗ trợ cho cháu Yến học sinh nghèo lớp 4 ở phường Lai Hiếu, thành phố Ngã Bảy. Đây là cháu Yến và 20 kg gạo. Hôm nay con học ra mấy giờ? Dạ 10 giờ. Đây này 20 kg gạo là của ông Long Quách hỗ trợ con hàng tháng đó con. Con cảm ơn ông đã cho con hàng tháng 20 kg gạo. Con chúc ông được nhiều sức khỏe và gia đình. Hy vọng gần qua video này được nhiều nhà hảo tâm tiếp tục giúp cho chương trình học sinh nghèo, đặc biệt là quê hương Ngã Bảy. Thì Dương Hậu cũng thay mặt với Yến cũng xin cảm ơn Long Quách, chúc cho anh được nhiều sức khỏe và may mắn đặng anh hỗ trợ học sinh nghèo quê hương Ngã Bảy. Dương Hậu mới mở trang YouTube là Hậu Từ Thiện Ngã Bảy, mong quý vị hãy đăng ký và chia sẻ, like thích, đặng Dương Hậu có tiền thưởng của nhà mạng, Dương Hậu sẽ đưa vào quỹ Từ Thiện Ngã Bảy giúp cho bà con nghèo, học sinh nghèo, hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn. Cảm ơn quý vị đã dành vài phút xem chương trình này. Ngày mới Dương Hậu cũng chúc quý vị được nhiều sức khỏe và